Vâng, xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm của báo Nông nghiệp Việt Nam ngày hôm nay. Thưa quý vị, bệnh vàng lá trên cây có múi đã và đang đe dọa nghiêm trọng nhiều vùng trồng cam quýt hay là bưởi ở các tỉnh phía Bắc như là vùng cam của Phú Quỳ, Nghệ An, vùng cây có múi của Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, vùng cam Cao Phong của Hòa Bình hay là một số các tỉnh miền Trung và miền Nam của nước ta. Trước diễn biến lan rộng của bệnh vàng lá đã khiến cho nhiều diện tích cam, bưởi ở các tỉnh bị giảm năng suất, chất lượng. Nhiều vườn cây có múi, nhất là cam, bị nhiễm bệnh rất nặng và không thể cứu vãn, buộc nhà vườn phải chặt bỏ, gây thiệt hại là rất lớn. Và trước thực trạng này, trong ngày hôm nay thì báo Nông nghiệp Việt Nam đã mời đến trường quay ba vị khách mời để chúng ta cùng bàn luận chủ đề bệnh vàng lá cây có múi đe dọa nghiêm trọng nhiều diện tích cây có múi, nguyên nhân và biện pháp phòng trừ. Tới đây xin được trân trọng giới thiệu ba vị khách mời tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Phó sư tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, nguyên viện trưởng Viện cây ăn quả miền Nam. Xin chào. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Hồng, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây có múi, Viện nghiên cứu rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xin kính chào quý vị. Cùng với đó xin trân trọng giới thiệu nhà báo Trần Cao, trưởng ban thời sự chính trị xã hội, báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin chào các bạn. Và xin cảm ơn bạn đã mời được cùng đồng hành với chương trình. Trước khi đến với nội dung chính của tọa đàm ngày hôm nay với những phân tích, bình luận chuyên sâu, thì kính mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngay sau đây tại Cao Phong, Hòa Bình. Hiện một số bệnh hại như vàng lá gân xanh, hay còn gọi là vàng lá greening, vàng lá thối rễ do nấm, bệnh xì mủ thân theo cách gọi ở miền Nam, hay bệnh chảy gôm theo cách gọi ở miền Bắc, xuất hiện ở nhiều vùng trồng cam tại tỉnh Hòa Bình. Một số vườn cam nông dân chặt bỏ, vườn cam trở thành vườn củi. Phần lớn, nông dân bỏ bê không chăm sóc vì không biết chữa trị như thế nào. Có bệnh thì vái tứ phương, người ta bảo nhau truyền dịch gluco, thuốc bổ B1, thậm chí truyền kháng sinh cho cam như cấp cứu cho người như thế này. Trước mắt thì các nhà khoa học về thì cũng tư vấn cho chúng tôi là bệnh greening thì nên tiêu hủy, chặt và tiêu hủy. Đấy, còn cái bệnh thối rễ thì xử lý bằng cái nấm đối kháng. Đấy, nhưng mà thực tế thì cái quan trọng nhất là chúng tôi muốn ý là về là các nhà khoa học về xác định cho bà con là đâu là greening và đâu là bị nấm. Để cho bà con hiểu rõ cái cây nào cần phải chặt bỏ và tiêu hủy, và cây nào có thể là khắc phục được để bà con đỡ bị thiệt hại về kinh tế. Dù hợp tác xã này trồng cam theo hướng hữu cơ và là mô hình điểm của huyện Cao Phong trong xây dựng nông thôn mới với diện tích 10 hectare. Thế nhưng bệnh vàng lá greening và vàng lá thối rễ bắt đầu xuất hiện rải rác. Chủ vườn đang loay hoay về cách phòng trừ những bệnh hại này. Nhưng mà bình thường nha, nếu bị như này là gọi là vàng lá gân xanh. Thế nhưng có thể giờ chạy cắm cái máy phân tích vào trong đất thì nó đang thiếu một cái chất gì đấy. Theo Viện Bảo vệ Thực vật tại tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ cây bị bệnh vàng lá thối rễ trung bình khoảng 20% và ở các mức độ khác nhau. Cục bộ có nơi tỷ lệ nhiễm bệnh 30% thậm chí cao hơn. Qua kiểm tra 95 mẫu đất và rễ ở vùng có biểu hiện vàng lá giai đoạn 2017-2020, thì 100% đều xuất hiện nấm Fusarium, một loại nấm gây bệnh rất nguy hiểm, tấn công vào bộ rễ, gây thối rễ cây có múi. Ngành nông nghiệp huyện Cao Phong cho biết giải pháp trước mắt là khuyến cáo người dân tiêu hủy những cây bị nặng, tránh bệnh lây lan. Về dài sẽ quy hoạch lại diện tích cây có múi phù hợp. Một số diện tích buộc phải chuyển đổi sang những cây trồng khác như bơ, na, xoài để cắt nguồn bệnh. Đối với huyện Cao Phong thì sẽ dự kiến theo nghị quyết đại hội đảng bộ thì chúng tôi sẽ cố gắng là từ giờ đến năm 2025 thì chúng tôi sẽ những cái diện tích cam mà hỏng thì chúng tôi sẽ phá bỏ, chuyển đổi trồng cây khác, còn lại thì sẽ ổn định diện tích cam khoảng độ 2.500 ha. Dù đến nay chưa có con số thống kê chính xác về diện tích bị bệnh vàng lá gân xanh và vàng lá thối rễ trên cây có múi. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam, bệnh hại trên cây có múi này đang gây hại tại nhiều vùng như Lục Ngạn của Bắc Giang, Bắc Quang của Hà Giang, Cao Phong Hòa Bình, Phú Quỳ của Nghệ An. Vâng, cùng quay trở lại với tọa đàm chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên từ nhà báo Trần Cao. Qua phóng sự mà chúng ta cũng vừa theo dõi cho thấy là cái bệnh vàng lá cây có múi đang diễn biến hết sức phức tạp tại vùng cam Cao Phong Hòa Bình. Và liên tiếp trong thời gian gần đây thì báo Nông nghiệp Việt Nam cũng thực hiện những loạt bài phản ánh liên quan đến câu chuyện bệnh vàng lá gây thiệt hại nặng nề ở một số vùng trồng khu vực ở phía Bắc. Vậy thì đầu tiên với nhà báo Trần Cao, thưa ông, có thể cho biết là cái bệnh vàng lá đang diễn biến như thế nào tại một số vùng? Cái bệnh vàng lá hiện nay phải nói là rất nghiêm trọng, gây hại trên cây có múi. Khảo sát của chúng tôi các cái vùng mới trồng như là Lục Ngạn, Bắc Giang,
rồi những vùng cam nổi tiếng như là ở Cao Phong ở Hòa Bình, rồi vùng Phủ Quỳ ở Nghệ An thì bệnh đang gây hại rất là nặng. Ví dụ như ở Cao Phong, những vùng cam nổi tiếng này ngày xưa từng là đưa đến thu nhập rất là cao cho bà con nông dân, nhưng 2 năm trở lại đây bệnh gây hại nghiêm trọng và những cái vườn cam trở nên sơ sát, quả bé rụng đầy vườn, không người chăm sóc, rồi những cái vườn cam người ta phải chặt đi để giờ những cái vườn cam thành những cái vườn củi. Nông dân rất là khó khăn trong cái cách điều trị, tìm cách cứu chữa mọi thứ. Người thì bây giờ thì còn dùng cả dịch truyền, dùng cả B1, rồi gluco, thậm chí là dùng cả kháng sinh để truyền cho cây có múi. Theo Viện Bảo vệ Thực vật lấy mẫu thì gần như 100% mẫu đất và các cái rễ cây ở vùng cam Cao Phong là nhiễm cái nấm Fusarium. Cái nấm này thì nó gây bệnh thối rễ, làm cho vàng lá. Tôi nghĩ là cần thiết lúc này đến với vùng Cao Phong để mà giúp cho bà con, hy vọng ta phục hồi cho cái vùng cây cam nổi tiếng của Cao Phong. Cũng khảo sát của chúng tôi ở Nghệ An, thì ở Nghệ An bệnh rất nghiêm trọng. Và như tôi được biết là trong từ 2018 đến 2019 thì Nghệ An buộc phải phá bỏ khoảng gần 700 hectare cam do bệnh vàng lá gây hại, rất là nghiêm trọng. Thì đáng lưu ý thì gần cách đây mấy hôm thì Viện Bảo vệ Thực vật thì khảo sát và lấy mẫu test nhanh thì gần như 100% là bị dính vàng lá granny. Đấy, tôi nghĩ là đây là một cái bệnh không chữa được, rất là khó chữa. Cái vùng cam gần 6.000 hectare cam của Nghệ An cũng đang bị bệnh vàng lá, đặc biệt là granny, đe dọa rất là nghiêm trọng. Vâng. Vậy thì với Phó Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, như là nhà báo Trần Cao cũng vừa đưa ra những cái chia sẻ về câu chuyện bệnh vàng lá gây nguy hại rất là nặng nề ở một số các cái tỉnh như là Hòa Bình, Nghệ An. Thì vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể cho biết là cái sự nguy hiểm của các loại bệnh gây vàng lá nói chung mà trên cây có múi ở nước ta diễn biến như thế nào? Và phải chăng là cái kỹ thuật canh tác của bà con và cụ thể ở tại Hòa Bình, những cái chuyến đi mà ông đã đi thực tế ở tại Hòa Bình, nó có những vấn đề gì đang đặt ra tại đây? Cái bệnh vàng lá thì nó có 3-4 cái loại vàng lá. Cái vàng lá thứ nhất là cái vàng lá greening mà anh Cao trình bày đó. Thì cái vàng lá này đó, cái triệu chứng của lá nó rất là đặc trưng. Nhìn cái lá, bộ lá là mình có thể khẳng định cây đó đã bị vàng lá greening rồi. Đó là cái bệnh vàng lá do greening. Bệnh vàng lá thứ hai là vàng lá thối rễ, thì nó cũng là vàng theo cái đọt cành ấy. Nếu mà nó bị nặng thì nhiều đọt bị, còn nếu nó mới bị thì chỉ có một cái đọt của trên cành nó bị thôi. Một bắt đầu từ một cành rồi hai cành. Nhưng mà để khẳng định lại thì ta phải đào cái rễ. Đào cái rễ thì thấy những cái rễ tơ ấy, là nó mình lấy cái tay mình vuốt nhẹ là đi hết, tức là rễ nó bị thối rồi. Thì với hai cái triệu chứng đó mình có thể khẳng định là vàng lá thối rễ. Còn cái vàng lá thứ ba đó là vàng lá do khi tốt tôi ra đó, thì trong Nam thì tôi gọi là xì mũ thân, còn ở ngoài này hình như gọi là chảy gôm. Thì nó rất là dễ biết ở dưới cái gốc đó. Nếu mà nó bị ẩm ướt mùa mưa, nhất là mùa mưa gốc bị ẩm ướt thì gốc nó bị nó bị chảy gôm ra. Và nếu mà mình cạo cái vỏ đó, thì bên trong nó là quá lâu rồi, nó không còn trắng, nó bình thường nó sẽ trắng. Còn cái này nó bệnh nó sẽ quá lâu, mà nếu mình không chữa nó, càng cái vết đó nó càng ngày nó càng rộng ra. Còn một cái loại vàng lá nữa mà là vàng lá nhưng mà gân xanh, thì nó là thiếu kẽm. Thành ra bà con mà thấy cái vàng lá greening thì nó hay đi kèm với cái thiếu kẽm. Nó có 4 cái loại đó. Thì bây giờ thì xin được hỏi ông Nguyễn Xuân Hồng ạ, là một đơn vị nghiên cứu và chuyển giao các cái giống cây có múi cho rất nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung, thì theo ông nguyên nhân vì sao thì cái bệnh vàng lá lại có thể bùng phát mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay như vậy? Theo ý kiến chuyên môn của chúng tôi thì về nguyên nhân thực tiễn sản xuất cây có múi những năm gần đây là chúng ta đang gặp phải cái tình trạng là cái nguyên nhân sinh vật gây ra, nguyên nhân sinh vật gây ra và gây hiện tượng thối rễ vàng lá, cũng như căn bệnh trầm kha của cái bệnh greening vân vàng lá. Chúng ta đi sâu vào phân tích về cái nguyên nhân sinh vật, vi sinh vật, thì chúng tôi phân tích và thấy có mấy cái nhóm nguyên nhân về sinh vật gây cái bệnh này. Thứ nhất là cái tuyến trùng mà hại chỉ bộ rễ,
rễ ngầm của cây có múi ở trong đất. Thì do điều kiện canh tác trồng cấy và gây cái điều kiện yếm khí nghẹt rễ và tuyến trùng dễ dàng là môi trường thuận lợi cho phát sinh và tấn công vào bộ rễ của cây có múi là nguyên nhân thứ nhất chúng ta cần phải phân tích và quan tâm. Và đánh giá cái nguyên nhân được như thế thì sau này chúng ta quản lý cũng như là điều trị nó mới hết được căn nguyên. Nguyên nhân thứ hai về yếu tố sinh vật là chú ý đến nhóm mà nấm thủy sinh. Như phó giáo sư đã phân tích, nhóm nấm thủy sinh ở trong vùng gốc rễ của cây ăn quả nói chung và cây có múi nói riêng thì đặc biệt chúng ta phải chú ý đến cái chủng nấm Fusarium và nấm Phytophthora. Đây là hai cái chủng nấm thủy sinh, tức là nó phát triển thuận lợi trong điều kiện là yếm khí và nhiều nước, ẩm độ cao. Đấy, thì cái này nó liên quan đến cái cách trị sau này. Và phân tích được cái nguyên nhân này, nhóm nấm thủy sinh này thì chúng ta triệt tiêu cái điều kiện thủy sinh của nó đi, tức là tạo cho cái sự thông thoáng và không tạo điều kiện ngập nước yếm và hợp thủy cho nó phát triển thì nó sẽ hạn chế đi phần nào. Đấy thì đấy là cái nhóm nguyên nhân thứ hai về yếu tố sinh vi sinh vật. Đấy thì phân tích về nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp do yếu tố sinh vật và vi sinh vật thì tôi có những cái đánh giá như vậy. Để nguồn gốc của những cái yếu tố này nó phát sinh thì do cái yếu tố môi trường và yếu tố canh tác. Chúng ta không tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ sinh trưởng phát triển tốt, độ thông thoáng, thoáng khí và hô hấp rễ tốt, rồi là tạo ra cái môi trường ống nước, thủy hợp thủy và ngập nước thì cái chủng nấm thủy sinh nó phát sinh. Vâng, sau khi nghe ý kiến của Nguyễn Xuân Hồng thì không biết là nhà báo Trần Cao có bổ sung thêm ý kiến gì hay không liên quan đến câu chuyện là có nguyên nhân xuất phát từ nguồn giống chưa sạch vậy? Tôi thấy đây là cái hệ quả của một cái việc làm cây có múi của các địa phương. Mà như tôi lấy ví dụ luôn ở Nghệ An. Ở Nghệ An trong cái công tác giống tôi thấy cả một tỉnh mà chúng tôi thấy là gần như không có vườn cây đầu dòng. Không có vườn cây đầu dòng, không có vườn cây sạch bệnh. Và làm chủ yếu là theo kinh nghiệm. Một cái kinh nghiệm gọi là tôi nói là nghĩ là cái kinh nghiệm làm giống xưa như trái đất. Xưa như trái đất. Bằng cách gì? Người dân, các nhà vườn ra vườn đấy thì chọn đi một cái cây cảm thấy là tốt, xanh tốt, đẹp, tưởng ấy là sạch, cứ nghĩ là thế. Sau đấy là lấy mắt ghép nhân ra hàng loạt, không có một cái quy trình nào cả, mà cứ nhân theo cái cảm tính như thế thôi. Người ta không biết đấy là cây có sạch bệnh không, và người ta cứ thế nhân ra bán cho hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn hộ trồng như thế. Đấy thì tôi thấy đấy là một cái nguy hiểm. Và ngành nông nghiệp các địa phương, cụ thể như đây Nghệ An, rồi các nhà khoa học cũng phải nên có những cái hướng dẫn rồi để làm sao mà có cái cách là quản lý giống để làm giống tốt thì mới may ra mới hạn chế được cái bệnh. Còn kiểu làm giống như hiện nay thì Nghệ An hay là một số vùng cam hay là cây có múi khác, tôi nghĩ là ngày 1, ngày 2 thì sẽ tàn lụi. Thực sự là rất là xót xa và nguy hiểm phải không ạ? Vậy thì Phó sư tiến sĩ Nguyễn Minh Châu thì cũng biết là với những cái chia sẻ từ phía nhà báo Trần Cao và những cái phản ánh rất là thực tiễn ở tại Nghệ An vừa rồi thì ông đánh giá là hiện tại bây giờ chúng ta cần phải làm gì để khắc phục tình trạng này hay không ạ? Cái bệnh vàng lá greening á thì nó là một cái bệnh hủy diệt cây có múi ở nhiều nước chứ không phải ở Việt Nam mình. Thì mà cái bài học thành công á là phải nói là Đài Loan, nó rất là rõ. Tiếp đến là Quảng Tây của Trung Quốc. Rút ra cái bài học là tại sao Đài Loan với Quảng Tây thành công là vì sản xuất cái số lượng cây giống sạch bệnh đó, nhà nước là rất là lớn và cung cấp cái cây đó cho người dân chắc chắn là phải có cái sự trợ giá. Và kèm theo cái biện pháp trợ giá, tôi nghĩ là cần phải có cái chính sách chỉ có cây sạch bệnh mới được trồng thì như vậy là cái mật độ của cây bệnh trong sản xuất nó mới ít đi. Theo tôi nghĩ là cần phải có chính sách để cái người dân chỉ hiểu biết và chỉ được trồng cái cây sạch bệnh thôi, thì qua đó thì cái cây mà nó bị bệnh rồi ấy, nó không có mặt ở trong cái sản xuất nữa. Áp lực mà gây bệnh lên cái cây sạch bệnh mình mới trồng ấy, nó ít, càng ngày nó càng ít đi và đến một lúc nó như Đài Loan vậy. Vậy thì với những cái kinh nghiệm từ quốc tế như vậy thì với ông Nguyễn Xuân Hồng có những cái đánh giá như thế nào về cái việc
chúng ta đảm bảo được cái nguồn giống sạch để cung cấp ra thị trường để người nông dân có thể tạo được những cái giá trị về cây ăn quả đạt được cái giá trị cao nhất? Chúng tôi là một cái đơn vị chuyên sâu và truyền thống về cây ăn quả có múi, đã nghiên cứu và chuyển giao kinh nghiệm hàng 40 năm nay. Thì chúng tôi thấy thì trước hết là cái biện pháp thứ nhất mà tôi đề xuất là phải sử dụng hoàn toàn là giống sạch bệnh chất lượng cao. Và để có được cái giống chất lượng cao sạch bệnh như thế này thì chúng ta phải tuân thủ theo quy trình nhân giống và tạo ra giống sạch bệnh của quốc tế quy định. Và cái tạo được cái giống sạch bệnh này thì phải tuân thủ đúng quy trình nhân giống tạo giống sạch bệnh theo cái hệ thống cách ly trong nhà lưới, nhà kính, nhà cách ly. Để tạo được giống sạch bệnh như thế này thì cần thiết chúng ta sẽ phải làm theo đồng bộ và có một hệ thống đủ năng lực và kinh nghiệm sản xuất. Ngay từ khâu sản xuất ra hạt, làm nguồn gieo lên cây gốc ghép, ngay từ lúc đó là chúng ta cũng phải là gieo trồng trong điều kiện cách ly và chất lượng cao sạch bệnh trong nhà lưới cách ly. Rồi tiếp tục đến là cái khâu mà chúng ta đi bình tuyển ở ngoài thực tế sản xuất của bà con để chọn ra những cây gọi là ưu tú nhất, gọi là cây đầu dòng. Từ những cây đầu dòng ưu tú ngoài thực tế sản xuất này, chúng ta phải sử dụng công nghệ ghép vi ghép đỉnh sinh trưởng, sút tiếp grafting để vi ghép tạo ra cây đầu dòng cao cấp S0. Từ cây đầu dòng S0 này lưu giữ và sản xuất trong điều kiện đặc biệt trong phòng thí nghiệm thì chúng ta mới nhân ra cái cây bố mẹ ưu tú sạch bệnh S1. Từ cái cây S1 này thì tăng cái hệ số nhân giống lên thì chúng ta có cung cấp cái nguồn mắt ghép sạch bệnh để mà nhân giống ghép ra những cái cây giống SC2 để sạch bệnh chất lượng cao đồng đều tốt cung cấp cho các cái cơ sở trồng mới cho bà con nông dân để trồng mới. Thì đây là cái điều kiện tiên quyết là chúng ta phải sử dụng cái giống sạch bệnh như thế này và theo cái quy trình và hệ thống nhà lưới 3 cấp đảm bảo cách ly từ cây bố mẹ, cây gốc ghép cho đến cây đầu dòng, cây bố mẹ và nguồn bắt ghép đều phải là sạch bệnh và biện pháp nhân giống cũng phải trong điều kiện nhà lưới cách ly. Nhà tôi cũng xin bổ sung thêm một tí là về cái vấn đề gốc ghép, chúng ta cần phải có một cái nghiên cứu. Lâu nay có vẻ như cái vấn đề gốc ghép chúng ta chưa có nghiên cứu sâu về cái này. Nhà tôi xin kể một cái chuyện thực tiễn thôi. Thì báo chúng tôi mới đăng một cái kinh nghiệm của một người nông dân ở trong miền Nam. Người ta dùng gốc ghép là cái cây bưởi lông ở trong Nam Bộ gọi là lông cổ cò, là cái vùng địa danh là cổ cò ở Tiền Giang. Thì cái bưởi này đấy, thì cái người nông dân này đấy là trồng cái bưởi da xanh thì bị vàng lá thối rễ. Bị vàng lá thối rễ là ở đây là vàng lá do nấm ấy, Fusarium ấy. Thì ông ta dùng cái bưởi lông này, ông ta gieo bên cạnh cái bưởi bị vàng lá rồi. Thì khi cây bưởi lông mọc lên thì ông ấy ghép áp vào cái cây bưởi da xanh ấy, thì chỉ một thời gian sau thì cây bưởi da xanh lại xanh trở lại, nó lại khỏe mạnh trở lại. Thì chứng tỏ là cây bưởi lông này kháng rất tốt với kháng với bệnh, kháng hoặc là chống chịu rất tốt với lại cái bệnh vàng lá thối rễ. Có nghĩa là tôi nghĩ là có lẽ con nấm gây bệnh gây thối rễ nó không thích cây bưởi lông này. Cho nên tôi nghĩ là cây này là cũng một cái nên thứ mà chúng ta nên áp dụng. Chẳng hạn như ngoài Bắc là bây giờ thì chúng ta cơ bản là dùng gốc là cây chấp chua, cây chấp, rồi là dùng gốc là cây bưởi chua. Đấy. Nhưng mà giả sử những cây bưởi lông này mà kháng được thì cũng phải nên nghiên cứu để xem. Cái giống bưởi lông này đó nó cũng là một cái đặc hữu của tỉnh Tiền Giang. Thì khi mà cái bài báo nó viết lên thì tôi cũng có nêu cái ý kiến của mình trong cái bài đó, tôi nói là thống nhất. Và cái đó là cái thực tế. Thì sau đó là tôi nhận được cái điện thoại của rất nhiều bạn bè, những nhà khoa học phía Nam có nhiều kinh nghiệm lớn tuổi gọi điện thoại cho tôi nói thống nhất với cái bài đó, rất nhiều người thống nhất. Mặc dù chưa có cái nghiên cứu nào mà cái giống đó chống lại cái con Fusarium mà chống lại cái xì mũi đó, nhưng mà thực tế là cho thấy như thế. Mà mình thì không có xem thường thực tế được. Bây giờ tôi xin trở lại góp thêm ý kiến của anh Hồng nãy có nói về cái cây sạch bệnh đó. Thì chúng ta phải thêm một cái yếu tố này để đặt vấn đề với chính sách này. Cái cây sạch bệnh mà đem ra trồng á,
tất nhiên là phải nên có sự hỗ trợ giá và nên có cái chính sách đó, là chỉ có cây sạc bình mới được trồng. Như anh Hồng nói, tôi xin thêm một cái chính sách nữa, thì mới hoàn toàn là chung quanh đó không có cái cây bị bệnh, chứ không thì vô nghĩa liền, vô nghĩa liền. Và chính vì lý do đó mà không có những chính sách đó, đó cho nên là cái cây sạc bình rất là khó bán. Chúng tôi đã làm những cái đề tài về khẳng định ở phía Bắc thì chúng tôi ghi nhận là có cây chấp chuột của Thái Bình và Nam Định là có cái khả năng mà khám được bệnh tốt hơn đối với Phytophthora và Fusarium, đấy một và khả năng chống chịu hạn. Nhưng chúng tôi lại chưa có cái nguồn vật liệu là cái cây bưởi lông lập ở trong phía Nam Bộ. Đấy thì nếu mà có điều kiện thì chúng tôi sẽ có cái đưa cái vật liệu này vào nghiên cứu để so sánh đánh giá lại so với các cái đối chứng cũng như là cái cây chấp chua của phía Bắc chúng ta để mà xem cái vật liệu nào có khả năng mà tạo thành cây giống mà chống chịu được chống chịu hơn chống chịu hơn đấy với cái cối rễ và vàng lá. Rõ ràng là chúng ta cũng phần một chương trình chúng ta cũng bàn luận rất là nhiều liên quan đến câu chuyện đến căn bệnh vàng lá rất là trầm kha, cụ thể là greening, thì rõ ràng gây thiệt hại rất là lớn. Tuy nhiên thì cần nhất là cái sự đồng bộ của tất cả cả hệ thống chính trị lẫn từng cái sự nhận thức thay đổi của người dân để mà chúng ta tạo ra được cái giống tốt và có cái kỹ thuật canh tác nó phù hợp để giảm thiểu những cái tác hại của cái bệnh vàng lá gây ra. Và để mà có thể hiểu rõ hơn về cái tính khả thi trong cái việc quản lý khâu giống thị trường thì ngay sau đây kính mời ba vị khách mời và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với phóng sự ngay sau đây. Đây là vườn cây mẹ bưởi diễn của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Diện tích này thuộc dự án sản xuất giống cây ăn quả chủ lực của các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2011-2020. Những cây bưởi sạch bệnh, chất lượng tốt được trồng và bảo tồn nguồn gen tại đây. Chúng được trồng, chăm sóc nghiêm ngặt theo quy trình công nghệ sản xuất cây có múi sạch bệnh. Sử dụng kỹ thuật vi ghép mô phân sinh của đỉnh sinh trưởng để làm sạch bệnh tạo giống đầu dòng S0, chuẩn đoán và kiểm tra cây giống bằng các phương pháp phân tử bệnh cây như PCI và ELISA, sử dụng các vật liệu mới trong sản xuất như hệ thống nhà lưới 3 cấp với khung nhôm sắt có lưới chống côn trùng, dùng các giá thể từ các chất hữu cơ thực vật, cộng với phân bón tổng hợp và cát sạch để trồng cây trong bầu. Từ mắt ghép sạch bệnh của những cây đầu dòng S0 này, tạo vườn cây đầu dòng sạch bệnh S1 bằng phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ. Khai thác mắt ghép sạch bệnh từ vườn cây đầu dòng S1 để nhân ra các giống sạch bệnh chất lượng cao S2 cung cấp cho thực tế sản xuất trồng mới. Với điều kiện Việt Nam thì mới có một số dự án, một số cái cây tiêu chuẩn cao. Ví dụ người ta đặt hàng chúng tôi như này thì chúng tôi nhân giống và đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn sạch bệnh, nhưng mà chắc chắn là giá thành nó sẽ rất cao. Nhưng người nông dân thực tế họ trồng vườn nhà thì họ không có điều kiện bỏ ra từ 30.000 đến 50.000 một cây giống, mà người ta thường là tham rẻ, người ta cũng chỉ có cái mức đầu tư thấp, ví dụ như 15.000, 10.000 cho một cây giống thôi, thì cái điều kiện mà sạch bệnh cũng như tính đồng đều của nó không được cao. Với diện tích khoảng 30 ha, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả đã và đang tuyển chọn được cây đầu dòng của một số giống cây ăn quả có múi phổ biến cho năng suất cao và chất lượng tốt như bưởi diễn, cam đường canh, cam chín sớm CS1. Với 4 nhà lưới sản xuất cây giống S2 cung cấp cây giống ra sản xuất gồm 2 nhà lưới cam, 1 nhà lưới bưởi, 1 nhà lưới quýt. Mỗi năm trung bình trung tâm này sản xuất khoảng 15.000 cho đến 20.000 cây ra thị trường. Hiện nhiều giống cây có múi được chuyển giao cung cấp cho các tỉnh phía Bắc như vùng trồng cam tại Hòa Bình, các vùng Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang và một số vùng miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tới đây, thực hiện luật trồng trọt được sự quan tâm đầu tư từ chương trình giống thông qua dự án giống cây ăn quả của nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trung tâm này cho biết có định hướng mở rộng diện tích trong nhà lưới và xin chủ trương nghiên cứu, mở rộng quy mô đẩy mạnh phát triển nguồn giống cây có múi sạch bệnh để chuyển giao, cung cấp cho các địa phương. Vâng, quay trở lại với nội dung chính của tọa đàm ngày hôm nay với ba vị khách mời. Phó giáo sư Đinh Sĩ Châu, có thể rất nhiều kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì rõ ràng cái việc mà làm được giống sạch trên các cây có múi là một cái điều gì đó rất là phức tạp. Và liệu rằng cái kinh nghiệm này chúng ta có thể áp dụng ở tại Việt Nam hay không?
và nếu áp dụng thì chúng ta nên áp dụng theo phương thức như thế nào? Theo tôi thấy thì cái bài học của Đài Loan là một cái bài học tốt để mình theo, vì nó cũng bị vàng lá greening rất là lâu đời và chuyên gia phải nói là số 1, số 2 của thế giới về cái bệnh này cũng là người Đài Loan và người ta biết rất rõ. Thật ra là cái đối với bệnh này thì mình cũng phải làm giống giống Đài Loan, chỉ có cây sạch bệnh mới được trồng, cây bị bệnh hủy ngay, trong sản xuất không có cây bị bệnh này. Tốn biết bao nhiêu công để mà anh Hồng làm ra một cây như vậy, S0, S1, S2 rồi đưa ra, rồi hướng dẫn người ta trồng, hai trồng mới có được 5,5 tiêu liền, nếu mình không có cái quản lý tốt. Thành ra đối với cái bệnh này tôi thấy là một cái sự hỗ trợ của nhà của tập thể là rất là cần. Còn về phía chính quyền thì huyện phải nhảy vô rất là gần thì mới giải quyết được. Chứ nếu mà chúng ta cứ như hiện nay thì tôi nghĩ không giải quyết được. Và cả một hệ thống là 4 nhà phải bắt tay với nhau để cùng thực hiện. Các nhà khoa học như chúng tôi thì mong được cái sự trợ giúp, bảo trợ và giúp đỡ đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp. Đấy, thì bên cạnh chúng tôi thì chúng tôi cam kết là đủ năng lực sản xuất ra những cái giống chất lượng cao, sạch bệnh để cung ứng cho thực tế sản xuất. Nhưng với điều kiện là nhà nước phải hỗ trợ giúp cho chúng tôi về đầu tư, về cơ sở hạ tầng, rồi là giống vốn để chúng tôi có thể sản xuất được chất lượng, giống chất lượng rồi, sạch bệnh rồi, nhưng phải có sự bảo hộ của nhà nước. Và lúc này phải yêu cầu nhà quản lý là phải ra tay, các cái thanh tra về giống cây trồng, các cái đơn vị thanh tra rồi quản lý thị trường phải kiểm soát được chặt cái này, và đặc biệt là ngăn chặn toàn bộ và xử lý triệt để, có chế tài xử lý nghiêm đối với những cá thể, những cơ sở mà sản xuất không đủ năng lực. Đấy là đối với nhà quản lý. Còn đối với người nông dân, người dân thì chúng ta phải tăng cường cái gần gũi này, tiếp cận này, đào tạo tập huấn này, tuyên truyền vận động, và tất cả hệ thống chính trị cũng như các nhà hỗ trợ vào để giúp cho người ta nhận thức được ra, và người ta thấy cái việc sử dụng cây giống sạch bệnh rồi chăm sóc theo đúng quy trình mà các nhà khoa học khuyến cáo. Thì cái việc này là cái việc không phải là khoa học kỹ thuật không, mà là phải xã hội nữa. Và phải có nhà nước tham gia, người dân cũng phải tham gia. Chứ nếu mà một cá nhân hoặc là một công ty, một doanh nghiệp không có nghĩa lý gì. Tôi chỉ nói cây ngắn ngày thì nó dễ trang trở hơn. Như cây dài ngày như cây có múi, cây ăn quả nói chung, trồng 3-4 năm, ghép thì 3 năm, ít ra 3 năm. Còn nhiều khi thì 4-5 năm, 6-7 năm bắt đầu mới cho thu hoạch. Đầu tư rất là lớn, mà nếu chúng ta làm không sạch bệnh, làm không thế này thế kia, ra chi phí đầu tư rất cao. Người nông dân là người thiệt hại nhất, khổ nhất. Rõ ràng là với những cái kiến nghị đề xuất của nhà khoa học và phó sư tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, của nhà báo Trần Cao và của Nguyễn Xuân Hồng, giám đốc trung tâm cây có múi Viện Kỹ thuật Giao quảng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng ta đã cùng trải qua cái cuộc tọa đàm rất là sôi nổi liên quan đến câu chuyện làm thế nào để chúng ta có thể phòng trừ các dịch bệnh vàng lá ở trên cây trồng hiện nay, để giúp các cơ quan quản lý từ trung ương tới địa phương có những cái nhìn nhận, đánh giá, khảo nghiệm, sớm đưa ra những cái chính sách để giúp cho cái công tác sản xuất, chuyển giao, quản lý và đưa các giống cây có múi sạch bệnh vào sản xuất đại trà một cách khoa học, hiệu quả, bền vững hơn trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn ba vị khách mời đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin chào. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những tọa đàm tiếp theo trên báo Nông nghiệp Việt Nam.